Câu hỏi thứ hai, mỗi lần nghe ngài giảng khai thị thì vô cùng hoan hỷ, nhưng phát tâm tinh tấn khó duy trì được lâu. Hơn nữa có lúc bận học tập không có cách gì nghe kinh nên có thoái chuyển. Xin hỏi phải nên giữ tâm ban đầu như thế nào để không thoái chuyển? Vấn đề này phải có tâm nhẫn nại. Trên kinh Kim Cang có nói là tất cả các pháp đắc thành do nhẫn, bạn phải có thể nhẫn. Đây tôi đang nói chính là tâm nhẫn nại, không nên vội vàng, cứ tương tự dần dần mà tiến. Bạn còn là học sinh, 16 tuổi là tuổi đi học, học nghiệp cũng rất quan trọng. Nếu học Phật mà bỏ học hành thì Phật cũng sẽ không đồng ý. Bạn nói xem vì sao Phật không đồng ý? Học Phật là nghiệp tốt, vì sao Phật không đồng ý? Sẽ làm cho đại chúng thân thường trong xã hội phê bình. Anh xem Phật giáo phá hoại gia đình, phá hoại học nghiệp, phá hoại tiền đồ của anh, vậy thì con có thể học Phật được không? Đây chính là bạn đang phá hoại đi hình tượng Phật giáo rồi. Cho nên Phật Pháp không cho phép. Trừ khi bạn phát tâm xuất gia, cha mẹ ở nhà bạn đều đồng ý, bạn không đi học nữa, đây lại là một chuyện khác. Đã là học sinh thì học hành nhất định phải đặt lên đầu tiên, còn học Phật phải đặt ở thứ yếu. Đây là thứ tự nhất định phải nắm thật rõ ràng. Thời học sinh cho đến khi tốt nghiệp bước vào xã hội, bạn ở trong xã hội từ công việc hoặc là sự nghiệp, lúc này học Phật thì nên chú ý đến việc phải nghe nhiều. Có thời gian thì nghe, lúc bận thì có thể buông xuống, có thời gian thì phải nghe nhiều, xây dựng tính tâm, phải cầu lý giải chính xác. Chính là ở trong Phật Pháp nói tính giải, xen trọng ở tính giải. Đến khi nào thì chúng ta mới thật sự lấy học Phật làm chính? Đến khi buông xuống sự nghiệp, đại khái khoảng tuổi trung niên về sau, bạn buông xuống sự nghiệp do con cái kế thừa giao cho chúng rồi, lúc này thì được. Giống như Hoàng cư sĩ ở Singapore ngày trước, ông kinh doanh khách sạn, đại khái ở rất nhiều nơi đều mở chuỗi khách sạn. Hiện tại ông ngoài 60 rồi, giao hết sự nghiệp cho con cái, ông cũng không hỏi đến nữa. Như vậy thì được, lúc này thì có thể được chính thức hạ công phu. Khi có nhiều việc như vậy, bạn giữ gìn tính giải không thoái lui là được rồi. Học Phật như vậy khiến cho đại chúng thông thường trong xã hội xem thấy vô cùng quan hỷ, vậy thì chính xác rồi. Hiện nay bạn đang đi học, bạn học Phật thì trong trường đạo đức phải tốt, làm bài tập tốt, phải làm một tấm gương cho bạn học, là Bồ Tát trong hàng học sinh. Phải nên thực hành điều gì? Hành môn chính là thực tiễn đệ tử quy. Đối với Phật Pháp, bạn nghe nhiều, liễu giải nhiều, tính tâm sẽ không thoái lui. Đây chính là ở giai đoạn học tập trước mắt của bạn, bạn sẽ thành công. Nên học tập như vậy thì chính xác. Câu hỏi thứ ba, ở ngay trong thế giới phồn hoa này, tâm con thường bị cảnh giới chuyển. Con muốn tìm một nơi chuyên tâm niệm Phật để sớm ngày cầu giảng sanh, nhưng vì sự nghiệp học hành và người nhà chướng ngại, xin hỏi mọi việc cầu Phật Bồ Tát cảm ứng ra thì con có thể làm gì khác không? Người người ở thế gian nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu. Bất luận đời sống của bạn là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bạn sẽ không bị cảnh giới chuyển. Một phương hướng, một mục tiêu thì khẳng định bạn có thành
đây trong đời sống của bạn, cho dù rất khổ, bạn cũng sẽ rất an vui. Đây là đạo lý nhất định. Sự lựa chọn phương hướng mục tiêu của mỗi người không như nhau. Hai tuần trước chúng ta đã thấy sự giảng sanh của cư sĩ Hoàng Trung Sơn và Thẩm Quyến. Ông cũng là một phương hướng, một mục tiêu. Điều ông làm là gì? Là làm một tấm gương cho mọi người xem. Niệm Phật 3 năm, chân thật niệm Phật 3 năm, thật sự có thể giảng sanh không? Đã làm thí nghiệm cho mọi người chúng ta xem rồi.